Mình thì sẽ thích ăn Watch made in China. We play ping pong ball made in China. Get bitch metal says pain made in China. It had brother black car made in China. She said that she didn't love me. Chào tất cả mọi người, em đang ở khu vực chờ đi được đồ ăn hai lì lao. Đây mọi người vẫn phải chờ đợi. Nè đứng lại nè, đó không mình qua tay qua đứng lại nha. Đó. Đây là robot mời khách hàng khi ngồi chờ đợi ăn của hai lì lao. À, khu vực làm nail miễn phí của khách ngồi để ăn hai lì lao. Chào tất cả mọi người, em đang ở trong nhà hàng hai lì lao hả? Ở thầy hai chi tích cô. Đây là trước tiên là mình cảm giác như là đặt món ăn rất là 4.0, rất là thương mại điện tử. Mọi người sẽ phải đặt order trong đây nha, thì tự nhiên nó sẽ đem đồ ăn lại. Sốt bò thơm cay hả? Em tùy nó có ăn hành. Em ăn hành. Tương ớt tỏi, em thích ăn tỏi. Đây mình đã tự làm. Đây là lạc nhân là các đậu phộng thịt bò nè, sốt bò thịt bò vô. À, khu vực lấy nước chấm. Em cũng sẽ lấy một phần cho em. Bỏ ớt vô. Bỏ hành tây vô. Hành sẽ bỏ một miếng đường, nước, tỏi. Cái này là trắng là còn ít thôi. Có một cái cây, nhiều gì không? Khoan, con phải nhìn con đọc hết cái gì đi, con thích ăn cái gì, có đậu phụng nè, có đậu nành nè, có thịt bò bỏ vô mè xì dầu rồi nè. Nè, cái này cũng ngon lắm á, mà con chưa chấm, con đừng có bỏ. Đây là cái gì, chắc cái này là sao, bông cúc hả? Kỹ tử, bông cúc với táo tàu. Kỹ tử, bông cúc với táo tàu. Đây là lẩu nguyên ương, nước lẩu Thái với cải chua. Khi nào mà nước lẩu qua nước cái mũi này bánh trung thu lễ nay tặng hả? Dạ hôm nay là trung thu mà. À, đây là bánh trung thu. Cái món này rất là ngon. Bánh này cũng ngon. Bánh này ngon, bánh này ngon. Ngon, bà đợi nên không? Không chứ. Dạ. Còn cái gì mà tôm phỉ thúy, tôm phỉ thúy, mực. Chị, tôm thường với một phần tôm này là tôm khai mỡ. Hồi nãy có cái gì mực thủy thiếu, cái gì xanh xanh á. Mực hả chị? Để em kiểm tra lại ha. Hiện tại không biết rồi. Nếu như không có thì em gọi cho chị phần đó nha. Người sẽ ăn mì tươi sẽ được múa tại chỗ. Quang múa luôn. Đi có thịt bò chưa? Đây ớt nhiều quá cay quá, mất cái khẩu vị của công ty đã bị mất thịt cơm. Đây là không ăn. Cái này nó quá